Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em cái đang ở khu của cháu Trà và em Già. Hôm nay thì em cái vào đây cùng lấy cái phần quà của cô Xuân Vú ở bên Úc. Cô đã gửi cho mẹ em Già là 3 triệu để mua dừa. Thì hôm nay em cái cũng đã mua vào đây, nhưng mà lúc em cái mua vào ấy thì cũng có gọi em Già, cũng gọi một anh nữa, hai anh em đã lên huyện để chở, thì trích ra cái tiền đấy là 100.000 cho hai anh em đổ sang. Thì có em cái với em Quay Phi đi vào chú khác, tức là đi vào thôn khác mới vào dế vào đây ạ. Thì hôm nay em cái cũng lấy cái phần quà, tức là cô đã dặn là mua dừa, chan ga, gố đệ, thừa tiền thì em cái cũng tiện mua nhu yếu phẩm. Có cái phần của cháu Trả là 5 triệu, em Già cũng là 5 triệu. Hai cái phần đấy thì chắc em cái sẽ dình cái video sau ạ, để mình còn công khai tổng thể lại cái quý cho nó chi tiết nó rõ hơn. Cái phần của em Nô bụng to thì cái đấy là để sau này đưa em Nô đi xuống dưới để chữa bệnh về thì sẽ tổng là cái quý kiểu như sau chi tiết như thế nào nhá cô bác ạ. Hôm nay em cái chỉ mua cái 3 triệu của mẹ em Già để em mua dừa vào cho mẹ em Già trước thôi. Yeah, hôm nay là mua cả cái dừa này, thừa tiền thì em cái cũng mua nhu yếu phẩm nhé, dư ra mình cũng tiện mua nhu yếu phẩm cho mẹ em Già có thì nhu yếu phẩm để ăn. Cô ạ, hôm nay thì cháu vào đây nhá, thì cháu cũng trích cái tức là mua cái phần quà của cô Xuân Vú ở bên Ú đây. Cô đã gửi cho cô là 3 triệu để mua dừa. Mấy hôm trước là cháu cũng vào, cháu cũng báo với cô rồi, hôm nay thì cũng đã trở về đến đây, tí nữa lát nữa cháu sẽ lát cái dừa cho cô nhé. Lào mua được phao của lậu hay nè, những ba cái trò xia của vua cha vua cha bà ấy đó là phứ ấy tía sao vua chuột cha tiêu đi vua cho xu non đó là nhỏ mới là lũ xa xanh là tụ phong rồi chứ mua hay là lũ xa xanh rất là phong. Đây là mẹ em Già cũng rất là cảm ơn cô Xuân Vú ở bên Úc, thì em cái cũng thay mặt tất cả những hoàn cảnh hoặc là mẹ em Già cũng rất là cảm ơn cô Xuân Vú đã gửi cái khoản tiền mua được một chiếc dừa cho mẹ em Già để được làm thoải mái hơn. Chắc bây giờ em cái cũng là cảm ơn sư phụ và giúp uống dừa với em mừng cao ba gạo đấy, mừng có mì tôm đấy cho mẹ. Đây là cũng đúng rồi, em Già em cũng có phần rồi, em cũng có 5 triệu này. Cháu Trả cũng có 5 triệu để vào quỹ làm nhà. Vâng. Nhưng mà cái này chắc anh mới để dành cái video sau ấy. Vâng. Video sau anh về công khai tổng thể lại về một thẻ thông báo sau gồm vào cái khoản quỹ, tức là mình cái khoản trước ấy, để cho nó cụ thể nó rõ hơn. Đây là em Già cũng rất là cảm ơn cô Xuân Vú, biết là có cái cô đã hỗ trợ mình cũng có thêm 5 triệu nữa rồi. Nhá, cái đấy là lần sau anh về anh sẽ công khai lại sao. Thôi bây giờ mình thì lấy cái phần quà của mẹ em đi vào đấy trước nhỉ. Đấy cô, cháu mua thêm khai trứng với cá nhá, dư ra còn mua mì tôm này, mua gạo này, tức là mình sẽ mua mắm muối chính ấy. Đây mua thêm một cái phần cá, bao gạo. Mình lấy cái này trước xong tí nữa cái dừa lấy sau nhờ. Xem một bên hết rồi nhỉ. Em Già cứ lấy cả bao gạo trước, mình vừa tí nữa cái dừa mình lại về làm thêm chuyến nhá. Có một anh lúc đấy đi về trước phải không? Đi về không? Đi về trước à? Thôi thế anh em mình lấy cái này đi vào đấy trước đây. Cố đi lấy cái này đi vào nhà trước. Mua gạo đi. Tạp thế nào mình chỉ biết là tôi kích đây. Dạ, cô một mình thì em cái cũng mua màng nhé, màng gỗ đấy ạ, cái chan. Mấy hôm trước em cái có vào thì hỏi cô bảo là được cái giường thì chắc cô cũng rất là thích đấy nhỉ. Cô làm xong tí nữa lắc nữa giải xong cho cô làm thử nha. Thực sự là bà con mình cũng cao ấy, những người già ấy, tầm tuổi của cô là chưa được làm ngủ một cái giường nó đẹp này, cái đệm nó êm như thế này nhá. Vâng ạ. Thế bây giờ mình sẽ lấy vào bên trong nhà và rửa để làm theo chuyến thứ hai đấy. Rồi mới cho tí cháy im gì à? Mà đi. Quay cả từ xí tí đi chảy ra. Ủa chảy hả? Ủa chảy ra. Ủa? Biết là chuẩn bị sắp có dừa xong là tự ấy à? Đây ạ. Chắc là em Già với em Già với cái anh đấy trở về trước để đây em cái với em Quay Phi đi vào cái thôn khác ấy, cái khu của em cái thôn khác vào xong thì chắc mẹ em Già biết là mình sẽ có dừa vào xong đã tự dịch ra cái dừa cũ để đây thôn ấy. Lát nữa mình sẽ lấy cái dừa bên kia về lắp ở vị trí đấy nhá. Thôi đi cô, mình tiếp tục đi lấy cái dừa bên kia vào. Tao ông tiền vậy chặt chỉ trẻ rồi. Tao ra chia cho trẻ nữa rồi. Thế kia nữa. Lúc là cái trẻ cho trẻ nữa. Bây giờ thì anh em vẫn đang làm ở cái nhà, cái hòn đá phá mấy con đá của nền nhà em Trả nhá, cháu Trả nhá. Yeah. Giờ này chắc mà nắng nóng chưa anh em đang nghỉ được.
Dạ, đợi đợi anh nhé. Hai anh em mình là thêm chuyến đi hết không? Chuyến này nó hết không? Hết nhỉ? Ở lỏ cười. Nó cứ thật ra. Thế là cô đấy này, Mỹ Thanh này. Xong là vẫn còn cái giáp đấy. Cho em đi. Em á, nhưng mà anh vác cái này nhá. Thế được à? Thành niên khỏe mà. Nhưng mà vác cần cẩn thận nhá. Để anh vác cái vai này. Hai cái đầu này. Cô thấy mình bây giờ mình có giường mới có vu không? Có ta chết dòng chết gì đâu? Đâu. Hả? Đâu. Nhiệt chứ nhỉ? Nhiệt. À. Đặt một cài thứ nào đó. Đi được không? Em già. Đi từ nhá. Để một kiếp của tôi đi, tôi muốn cho sắp tạo thẳng. Ừ, thế ta rồi đi. Thế, cái giáp đi để bên kia đấy. Lấy thêm hai cái vai, hai đầu này vào. Vào đây luôn. Nghe. Chờ tí áo, chờ chân áo, chờ tí áo. Nhưng mà cái chỗ này nó không bằng thì mình làm thế nào để em già nhở? Tí nữa lấy đá kê ở cái chỗ này thôi à? Vì ở đây nó hư lòm ló này à. Cái chỗ này cô lại lấy đất lấp vào đây á. Không có ông ngoài rồi, nó đi rồi. Nó khó đi, khó đi cái rồi. Đây, cô còn tự chủ động à. Lấy đất về lấp ở cái chỗ này thôi. Tí nữa cái này kia mình sẽ lấy hai cái vai vào đi. Em già, lấy hai cái vai về cô cũng giữ đi. Ờ, đúng rồi, đi tìm lấy con dao này xong à, lấy vai về xong mình. Thì mình lắp rồi đây. Tốt đi. Ô, em già thế con đi đâu rồi? Tôi nó tại là tôi cho chế mù nhỏ về. Hả? Nó tại cho chế mù nhỏ về. Mẹ vợ được lấy con đi đã. Ô, sao mà lại cho mẹ vợ lấy con đi? Không biết đâu, là cho về là tôi cho là mù này. Tự lấy đi á. Thế bây giờ em sao em lại cho đi hay là em khổ nhà thế nào mà lấy đi được? Em không ở nhà mà. Em không ở nhà? Vâng. Ủa. Đấy là con của em già là bên mẹ vợ bên ngoại lấy con đi rồi. Thế lấy đi đấy là lấy đi không một hai hôm nữa lại cho con về hay là cứ ở đấy luôn? Đi hai ba hôm hai hôm rồi. Đi tầm hai hôm nữa lại cho lại lấy con về giả. Vâng. Thế chắc lúc đấy đi có bảo mẹ em một câu được không? Là một lát chỉ cho một lát hai nén. Lát cho hai cái mũ này. Đấy là tức là hôm đấy em già hôm qua em già không ở nhà ấy thì mẹ đang trông con thì ở bên ngoại đấy cũng về lấy con đi thì cũng bảo mẹ em già là cũng đưa đi một hai hôm ấy chắc cũng nhớ ấy thương con thương cháu xong rồi đưa đi một hai hôm lại đưa cháu về đây. Thế mình em già anh bảo em nhá, bây giờ con cái mình vợ đã không ở thế rồi không cho bên ngoại người ta về lấy con mình đi ấy, em phải chờ mẹ về giữ ra có cái búa gì không? Không không cho bên ngoại người ta về lấy con mình đi ấy. Con đang còn nhỏ mà, bây giờ anh đã bảo em rồi, con cái mình cũng phải có trách nhiệm phải như mà mình. Không, thật đó, không. Thế già bảo là con ấy, tụi mình nhổ mỗi thời nào? Để cho mình tải mỗi bên không? Hả? Mỗi không này. Mà nó cũng xí để tôi anh lấy tôi cho mỗi bên không rồi? Cho bên không này. Mà là hải ổ rồi? Để cho mỗi người tải 6 tuần. À, thì mẹ em già bảo là hôm qua em già không ở nhà, em già đi làm thì bên ngoại cũng vào đây bảo xin kiểu xin em ra rồi đưa cháu đây đi một hai hôm ấy thì lại đưa cháu về đi giả lại thế nhá. Bây giờ để đấy này con bảo bà này cháu bảo bà bây giờ cô này thì bây giờ nhá tức là cái cháu của mình ấy mình không cho bên ngoại đấy tự ý cứ đưa đi đưa về như thế này không được khai ấy. Bây giờ mình cứ cho con rau không ở nữa là không cho bên ngoại này cứ lấy đi nhá. Nghĩa sử bi gì cả lâu dù từ nhá chỉ nhóm mà chỉ sốc trong một chỗ lò lên chỉ trong ấy. Đúng rồi chứ. Chứ mình chưa bảo mình từ nhá chỉ trong chỉ nhớ chỉ lần chơi là chỉ mình lấy nè. Đây cô cũng đang bảo là sẽ lần sau không cho đưa đi về như thế này, đưa cháu đi la lại như thế này, sợ là con dao hiện tại và vẫn đã bên ngoại, kiểu như con vợ của em già nó không dám vắt mặt vào đây, kiểu nó sợ, kiểu như là nó cũng bảo bên mẹ vợ cũng bảo đi đưa con đi chắc nhớ con thì cứ đưa con đi ở một hai hôm lại đưa về, nhưng mà đưa thế này không tốt, em cái cũng lo nhất là cứ đưa con như thế này sau này nó không may như thế nào thì cũng khó xử lý nhá cô nhá.
ý là chỉ phú lên cho một lò ấy. Em ra đây cô giữ đây này. Bây giờ mình cứ lát ở bên ngoài xong mình bê vào. Có cái búa nào không em ra? Đi. Đi đi tìm cái búa đi, đi tìm này lấy cái búa vào đây. Nó mới ra cho mình hở khăn hàng. Đấy em già đi có cái búa này cái gì ấy để mình đặt ra mình làm lát ở bên ngoài xong tí nữa mình mới nhúc vào chứ. Bây giờ mẹ em già thì không biết là có vừa mới rồi tự ý cũng dọn cái thì nhúc cái rửa đây ra một bên đây nhá. Không khí đồ đạc này em cái cũng sẽ lấy cất ở đây trên bàn kia. Mình còn lát rửa vào đây. Sang đây trứng nhá. Ở bên dưới này là 2 cân cá nụt ạ. Mua thêm còn dư tiền mình mua thêm cá nụt và bao gạo này. Mua thùng mì tôm. Đây có bác cái dừa cú của mẹ em già đây này. Ở bên này là rải ra cái giáp dừa nó và cái cây tre nhá. Đây cái giáp dừa với cái tre. Cái này cái này cũng không đảm bảo lấy cái dây vải kiểu như buột ra. Đây này, nẹp qua cái giáp dừa kiểu như cái tre này để làm giáp dừa ấy này. Ồ. Cái dừa này cũng nghiêng rồi đấy. Đây này. Bên này cũng có mấy cái dây. Ô toàn là dây nhỉ? Em già. Toàn là dây hết rồi. Ô cái chỗ này sắp tuột xuống sao mà. Đây này. Cái thanh này. Cái thanh này ngắn quá sao nhỉ? Sợ nó tuột xuống sao mà lấy cái dây buộc đấy à? Vâng. Đây này. Đấy, rất là cái chỗ này là thực sự là những người già chắc nó nằm ngủ đấy là nằm y nó không làm đi làm vào. Lấy cái thùng mì để cất bên kia đấy. Bên trên đấy nhá. Đây, thùng mì mình lấy cất bên kia. Rồi cái dừa này lát nữa bảo mẹ em già có thể mình nhấc đi sang gọn ở một bên nào ấy. Sau này có khi mình không dùng đến thì có thể để từ thường người ta hay để bắt đúa không để nhưng mà vẫn kiểu dạng như để ra ngoài ấy. Những cái chỗ này là cũng chắc cũng không dùng đến được rồi. Vâng ạ, đây. Cái chỗ rác dừa là mình có thể lấy cái chỗ này để đi bưng ở đâu hoặc là che ở chỗ nào thôi, ở góc nào thôi. Về cái chiếu này thì cũng thú rồi nhé. Cái chiếu cũng lâu ấy. Mình phải có nhưng mà 2 cái chiếu. Ở đây cũng là nền nó nhức nhô. Đây, lấy cái hòn đá kê ra này. Lát nữa kia thì mình em cái lát được tí em rửa xong vẫn phải kê lại cái chỗ chân này. Kiến này nhà nó toàn là đá rất là nhiều nhức nhô nó không bàn phạc nhá. Bây giờ góc chỗ này sẽ lấy cái đá nó kê lên thôi. Cô cũng vào giúp cho cháu để giữ cái này. Bao tôi chia sẻ nhá. Dạ ừ, được em về giữ cái đầu kia để cho anh mình cứ lắp bên ngoài xong thì mình mới ấy. Thiết sắt thì nào. Lấy cái đầu kia về kéo xuống từ từ để cho thẳng đặt vào vị trí đấy. Thiết là đặt im chỉ có chỉ khó nè. Đo chưa? Đo cho chuẩn nhá. Vâng, đo. Tí nó ngáo thì nó không đập. Đo cho nó chuẩn tí. Cô lát nữa đi tìm ngày hay hòn đá này, lấy đá về kê bên kia. Ông mũi kia yên tĩnh cho bố trên có để nhìn gì lắm. Lột thay, lột đi đi. Lấy cái miếng mà không bằng nhé. Dòng này được không? Mình kê lên cao một tí. Tức là có kê cao thế này tránh nó không có con kiến này. Không có con kiến. Kế đầu ngủ ở đâu này hay là ngủ ở đây? Cô, bước tỏ thể tao này. À, ngủ đâu này, đâu này thì nó cao một tí. Bên này nó rộng một tí cũng không cao nhá. Con đi xin, mà tao con đi ăn long chỉ cái chữ già. Đấy. Thế cô bây giờ mình sẽ dịch cái này ra đi đâu? Cái này sẽ dịch để đâu? Lúc gì thiêu ra rồi? Chị thua cho chị. Hả? Chị thua cho chị. Thua kiểm cho chị hả? Hay thiết thiết mũ cho chị. Thua kiểm cho chị. Cho chị cô bảo là để tháo. Thế bây giờ cất đi. Cất cái chiếu đi. Tháo ra đi. Thế này. Cái này cô còn buồn ra để lấy cái dây. Đấy nhá. Sợ cái chiếu nó tuột ra sao bây giờ. Ồ, chị khí đáy hả? Đây là 4 cái đầu này, lấy cái dây vải để buộc ra cái chiếu này trên đây. Ồ, mất khí là tà sư. Mất khí ạ. Nó thôi. Chiếu mất giờ mà hãy đi một chua giờ một. Đây, cắt ra. Đây, lại kia này. Lại hết, lại kia. Cô bảo là cái dừa này tí nữa mình sẽ giấu hết đấy, kiểu như là tháo hết. Tháo hết để không để đâu ấy. Vì cái chỗ này không có chỗ nào để nhé. Mà thực sự là cái dừa cú này
Đây nhá, của bác ở đây. Ủa, nhức nôn này này. Cái giáp này. Cô đưa vào là ngủ tạm luôn nhá. Nhưng mà cái này chắc cũng ngủ lâu đấy. Không biết là chục năm rồi, muốn chế phương, muốn chăng tàu xong được hả? Ủa, cái tàu lọc như thế hả? Mua tàu, chỉ sẽ giống mua tàu, mua tàu xong rồi, mua tàu xong rồi. Đây là tay chỉ trồng ấy. À, 30 năm rồi nhá, các bác ạ. Đây là cô bảo là cái dừa này từ lúc chồng đang chuẩn bị mình có nhà thế này, chắc chồng tự làm xong rồi ngủ cái dừa này đã 30 năm rồi. Móc hết rồi nhỉ? Cái này dừa lưu tải à? Đây này, móc hết rồi, mòn mòn hết rồi, tức là nó mòn hết rồi. Đây là cái chỗ này mòn hết rồi. 30 năm thì chắc cũng từ lúc chưa đẻ em già thì chắc cũng có cái dừa đang ngủ đến tận bây giờ rồi nhé các bác ạ. Em già thì chắc bây giờ cũng tầm này hai mấy tuổi, hai mấy nhỉ? Già năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Già nhỉ? 21 à? Thế cái dừa này phải làm trước khi đẻ em già rồi. À cái chỗ đấy để đấy rồi cô. Thế cho đi đi. Nha mình cái thằng này. Ô, đây. Ôi, cái dừa này mình tháo cái giáp gì xong mới tuột xuống rồi à? Đỉ đâu rồi? Đỉ ra rồi, liền à? Nhờ con đi đỉ á? Đây này. Ô, cái này không đóng đanh gì hết à? Chỉ chì không hợp tích hả? Không ạ, nhờ khẩu lắm rồi là bố này. Không đóng đanh gì hết nha. Đây. Đây, tháo đi thôi nhỉ? Điện có dừa rồi, thôi bây giờ mình tháo đi gấp gọn thôi. Mất mất đặt cái thiết tí à? Thiết kế cái dừa này đây nha, thật sự là cô bác ạ, những người già mà trước kia mà có một cái dừa này là cũng là khéo tay mới có cái dừa như thế ngủ nhá. Có những người mà không khéo tay thì hay chặt cái cây tre kiểu như chôn dưới đất, chôn cột dưới đất xong thì lấy cái cây tre, cái mai kiểu như mình trẻ ra mình kiếm rải thêm ngủ cũng rất là đơn giản đấy thôi, đơn sơ đấy thôi. Còn những người có cái dừa này người ta bảo những người chịu khó khéo tay mới có cái dừa thì này đẹp. Ở đấy là em bố em già chắc cũng thấy ra là mình cũng là người kéo tay thì có cái dừa như thế. Nhưng mà thời đại bây giờ dừa ở chợ phiên có nhiều rồi. Do mình không có tiền, không có tiền mình mua một cái này thì cũng chịu hứng chịu bạc đấy ạ. Có thể ngủ nó thoải mái hơn, có cái giáp dừa này, bộ khung dừa nó sẽ đảm bảo hơn nhé. Em cái lo nhất là khi chỗ này mình mà ngủ ấy, không để ý ấy. Xong rồi nó mà bị sập xuống thì nhưng mà vất đấy. Nếu mà mất thì cho đi hả? Cho đi chợ mà trường thẳng thắt. Ờ, hãy được xin. Nếu cho đi một cái lỗ ở trường thẳng thắt. Tiếp theo là tải cho gì rồi? Để vào đây, đạp luôn. À, người cho. Đây, năm thanh thoải mái rồi. Mẹ ăn mùa mì đạt nó phải thưa thưa một tí. Đó. Lấy giáp vào đây, lấy giáp dừa vào đây. Là lúc nào đẩy đẩy chân tiễn là thế. Đó, ố lại bé rồi. Lấy cái dừa. Bây giờ có dừa này để yên tâm rồi. Tha hồ mà ngủ thôi nha. Bà mẹ này không phải lo nữa à? À, vừa luôn. Vừa zin luôn đi. Tới này cô cứ thoải mái mà ngủ nhá. Biết có là cô một mình thôi nhưng mà có bộ cái dừa rất là đẹp thế này. Đấy. Có thêm tí nữa sẽ giải chiếu vào này. Cái đệm vào đấy. Cho tạm vào đây. Đây, vừa lấy chiếu vào chiếu, lấy cô lấy chiếu vào đây này. Lấy chiếu vào cho cháu. Hai cái thế luôn này. Không lấy một lấy cái chiếu trước, cái đệm để sao chứ? Thì cho dãy chiếu trước xong rồi để đệm nó dậy sau. Cho sang đi. Cũng vừa xin luôn. Cái chỗ này cũng vừa đặt vào cái vị trí cũng vừa hợp luôn nhá. Đấy là dừa mét 2 thì nó cô một mình cũng được rồi. Đây. Dậy lên trên đấy cô ạ. À, bây giờ cái đệm này cháu cứ đặt lên trên đấy nhá. Cho cô ngủ thử 1-2 hôm. Cô mà thấy nóng quá không muốn làm thì mình sẽ gấp lại nhá. Em giả cái túi đấy cất đi. Ủa hả? À con đi cho múc bùa chìa như phư tàu ít lắm không á? Thì số chỉ phư mà giờ. Nó mà giờ. Ở xì phư đi, lấy cái cây, lấy đi. Gố vào đây này. Lấy cái gố cái màn này. Cô vào đây. Cháu bảo là cái gố cũ, cái màn cũ của cô đấy
cô sẽ lấy xuống, xong thì mình mát cái mảng mới này vào đấy được nhá. Tháo ra đi, tháo được chưa? Bên này cũng có cái gỗ. Lấy ra ngoài cắt. Không cần cắt cũng được mà em. Thì cắt ra cái túi bóng đây này vẫn dùng được này. Không cần cắt đâu cô ạ. Bên này, cái mảng đây này. Ở đây là cái trang không cần lấy ra đâu. Tối cô ngủ, bây giờ mùa đang mùa hè nóng thì không cần mát ma. Tức là không cần đắp trang, nhưng cái mảng thì tối cô khá tự. Cô vào đây là nằm cho cháu xem nào. Đây, nằm thử thế nào. Vừa kỹ cho nó chưa? Đi, ngủ thêm nào. Có em không? Đâu. Hả? Đâu. Trong phương gì đâu? Đâu phương. Ôi tao ấy à, hồi lọt ra tao phương gì đâu, sao không gì sao? Đâu phía, đâu phía, giống tao xong á. Ồ, tao sao? Đây, cô bảo là tầm này tuổi rồi nhá, cũng hơn gần 50. Cô ông ơi, rồi sầu thí nhỉ? Chị chạy. À, 50 tuổi rồi, tầm này tuổi rồi vẫn chưa được ngủ cái giường nó đẹp như thế này mà cái êm như thế này. Lần đầu tiên nhá, lần đầu tiên cô được nằm ngủ như thế này rất là thích. Đấy ạ. Thôi bây giờ cô đứng dậy đi. Cháu bảo cô này cái màn này cô thay cái màn cũ đi, cái màn cũ này cô mà xong lúc thì cháu mà mua đấy. Cái này bả này nhá. Bây giờ thì còn cái đệm thì cháu cũng chỉ dậy tạm đây thế thôi, nên bây giờ cô cứ ngủ một hai hôm kiểu như nóng quá mình không ngủ thì để cái mùa đông đến ấy thì cô sẽ dậy cái đệm này ngủ đến cho nó ấm nhá. Ý là sửa sơ sơ mà bây giờ mà chế muốn được mấy giờ chế đến tu à nô là mà mặc một bùi tao đấy xong nè. Ừ. Xí hiểu bùi tao mắc bùi không? Ừ. Bây giờ mấy giờ chế đến tu nô mà bùi. À, để cho cô đúng làm đấy thử xem cô bác hôm nay thì cũng rất là vui. Cô được cái phần quà của cô Xuân Vũ bên Úc, cô đã gửi cái khoản tiền 3 triệu rất là lớn đó, để cho mẹ em ra, tức là bác gái của cháu trả lại có một cái dừa rất là đẹp. Vậy em như thế này nhá cô bác ạ. À, hôm nay em cái mua dừa vào đấy rồi. Thì đến đây em cái sẽ đi lên nhà cái chú này nha của cháu trả ấy, xem mà anh em đấy làm đến đâu rồi nhá. Hôm nay em cái đi qua đến thứ rất là bộ ơi, thế anh em cũng đang làm để tiếp tục làm, hôm trước cũng có vào thế làm, nhưng mà đá ở đây làm nó cũng không phải đơn giản đâu các bác ạ. Làm đá thì nó cũng sẽ vất hơn mình sang đất rồi các bác ạ. Đất thì mình có thể dùng cuốc này, dùng cái các kiểu mình làm nhanh hơn. Còn đây bác cháu trả cũng đang làm đấy. Đây là mình sẽ dùng sức, còn dùng mấy khoan để làm. Đi uống đi mà. Đi hiện đi cái chị uống gì mà uống ít hơn dùng đâu uống đấy à? Bây giờ anh em lại tiếp tục làm rồi. Ủa, cái tảng này bây giờ mình lấy cậy như thế không? Nước của tàu thì thế nào? Tàu mà. Tàu mà thì trong này thì con cháu lúc này thì chỗ phải đó mày nước hết rồi mà đây này. Thì cho nó mua sữa tải rồi. Không tải rồi. Đây này. Thôi nếu mua sữa tải này. Thì chỗ này có rồi, có mạch nước hết rồi đi. Đây toàn là những tả đám rất là to đấy nhá, toàn là có mạch hết rồi. Đây, chú vào đây cháu bảo anh già nhá. Hôm trước anh em mình em bảo anh này cái đá này cứ đặt bé bé tí để cho mình một người bê đường ấy, để một gọn một góc đấy nhá. Sau này em bộ em còn tận dụng dùng làm móng nhà ấy. Ví dụ như hòn to quá thì anh em phải đập cho em nhá. Để tận dụng một công đo việt cho là mình đã sau là tận dụng cái đá này làm móng nhà luôn. Cái hòn này chắc kiểu gì vẫn phải khoan ra về phải đặt tỉa ra rồi. Cái chỗ này hòn này mà không tỉa ra nó to quá nên cũng không đặt được. Nó lâu lắm ý, xíu lắm ý, đúng không hả? Thế lúc lâu mà nếu mà trồng cỏ thì rồi, phía chai thì cho thiết với bản này nhá. Thế rồi, nó cháy luôn rồi nhá. Nó cháy luôn rồi, nó cháy luôn rồi. Xin lấy một chẳng mua mà nhá. Mua thiết với bản đi. Để gọn một góc đây nhá. Với vấn đề để gọn một góc, nếu mà đá nó nhiều quá mình phải để gọn một góc. Đây còn cái vị trí anh em mình ưu tính là bảo làm đến đây, đây vừa đến cái mạch này, mạch nước này đang khoa cái chỗ này nó phải ra hết đây. Được. Thực sự là mình những người chuyên kiểu như phá đá ấy, sẽ có cái nghiên cứu nó làm tuy vất vả thì làm nó sẽ đá nó có thể dự cưng đến mức nào vẫn phải nứt được, nhưng mà giống như anh em cái những người mình mà không chuyên về làm cái này mình cũng không biết làm cách để tìm cái mạch nứt ấy, mình cũng khoa mình đặt ra nó không nứt to như thế này nhá cô bác ạ. Thế cái nền nhà của cháu trả thì làm cũng sẽ vất vả thôi. Anh em mình vào đây mình cũng rất là mong để tìm được cái đất gần đường này, mà đất để làm nó sẽ dễ hơn ra hơn, nhưng mà ngoài cái chỗ nền này là không có đất ở đâu, mà đã tìm rồi, đã hỏi qua xung quanh anh hàng xóm thì cũng không ai bán. Bà con đây thì nói chung là đất cũng rất là ít đấy, không ai bán. Ví dụ một cái nền thì toàn là tiền, có khi là người ta không bán cho mình thì mình rụt giả tiền cha mà cũng không bán thật cô bác ạ. Mà những gia đình kiểu như nó chỉ hay thừa độ lại đất với nhau này, hoặc là anh em ruột thì người ta có thể
vẫn phải mịt đất của mình muốn độ này đất của họ ấy, thì mình có thể trồng tầm chục gó giống thì mới chỉ đổ được là chú này đất của tầm họ mùa gó giống thôi, vì đất mặt đường thì họ có thể ít hơn mình, nhưng mà họ nói chung là ít ngừa muốn đổ cái đây, ít ngừa đổ lắm. Đây em ra vào đây giúp anh để mình tháo lại cái tấm bạt này nhá. Đây lấy cái con dây gì nhỉ, đây bây giờ lấy cái gì về cắt ra chỉ tấm bạt này mình tận dụng để tháo ra sau này nếu mà vật liệu vào được chê xi măng, quan trọng nhất là cái xi măng đấy, mình xi măng vào thì mình có rộng gì thế. Bây giờ đang những ngày như là chuẩn bị khởi công làm nhà mà không thể nấu nướng ở đây nữa, mà cháu chả như này cũng không nấu bếp củi đấy, thế nấu bằng ga thôi. Cháu cũng đang đi học rồi thì cháu không tư mượn củi. Hôm nay thì em cái cũng lấy cái phần quà của cô Xuân Vũ ở bên Úc về, tức là mua dừa cho mẹ em ra vào đến đây. Mà tiền thẻ mình cũng vào đây xem đội anh em đã giải phóng cái màn bà tiến lên đằng sau cái đá như thế nào chẳng các bác ạ. Chắc bây giờ thì em cái còn đi vào cái chỗ khác nữa thì em cái cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.